Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh họa thọ mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên các bác một em họa mi đuôi lá vả chơi cánh các bác nhá. Em này chất giọng cực kỳ là hay luôn các bác. Chim thuần khoảng hơn 90% rồi các bác nhá. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok các bác. Giọng rất là hay luôn anh em ơi. Đấy, các bác có thể thấy là giọng của nó cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Chim ra rừng, bóng bộ đẹp, dáng dấp ok các bác nhá. Hót rất là tốt luôn anh em ạ. Quay đầu mặt cho anh em xem nhé. Đây đầu mặt nó đây anh em ơi. Đầu mặt thì siêu đẹp luôn anh em ạ. Đấy, đầu mặt siêu đẹp luôn coi kìa. Chân này ạ. Chân móng mèo cực kỳ là phê luôn này. Đẹp chưa anh em? Bác nào mà bộ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé con nhá. Móng bộ rất là đẹp luôn ạ. Thank you.
đây mà. Thank you.